Mời Nhã Phương, xin được mời anh Trương Thế Vinh, xin được mời Võ Đình Hiếu, xin được mời nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, xin được mời chị Kiều Trinh ạ, xin được mời anh Khương Ngọc, xin mời anh Tiến Luật và xin mời mọi người sẽ cùng xuống dưới đây, chúng ta sẽ có một vài những cái cảm xúc ngay bây giờ để gửi đến cho tất cả các anh chị phóng viên báo đài, các anh chị khách quý đang có mặt trong buổi công chiếu phim song song ngày hôm nay của chúng ta. Vâng ạ, và bây giờ thì anh Hữu Hoàng sẽ có đôi lời để chia sẻ cùng với tất cả những người bạn của mình, các anh chị phóng viên báo đài đang có mặt trong buổi công chiếu phim ngày hôm nay. Đây là một lần rất đặc biệt thưa mọi người, và bởi vì cuối buổi công chiếu chúng tôi vẫn giữ tất cả mọi người ở lại để vì muốn gặp gỡ với một trong những diễn viên mà bị chúng tôi giấu từ đầu đến bây giờ, đó chính là Võ Đình Hiếu. Dạ, bây giờ em xin mời anh Hữu Hoàng ạ. Ok. Đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi premiere ngày hôm nay và xem phim từ đầu cho đến cuối cùng. Mình thật sự là thấy rất là ý nghĩa khi mà những người bạn và tất cả anh chị em ngày hôm nay đến đây để xem phim. Điều tiếp theo mà mình muốn nói là sau khi xem phim xong thì mình lại thấy muốn cảm ơn lần nữa tất cả diễn viên trong phim này ạ. Thì có một chuyện đấy là nếu như mọi người để ý buổi premiere từ đầu đến giờ ấy, thì trên sân khấu mình thấy bên cạnh các cái diễn viên thì không có diễn viên Võ Đình Hiếu đứng ở đấy. Tại vì như mọi người thấy thì thực sự là bây giờ là lúc để Hiếu nói nhiều hơn là Hoàng ấy. Tại vì Hoàng không nên nói chuyện này. Vâng ạ, à, xin mời Hiếu ạ. Một vài cảm xúc của mình đến với tất cả mọi người nào. Giờ đầu tiên thì cho Hiếu gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ, các anh chị nhà báo cùng các quý khán giả đã tới tham dự cái buổi công chiếu phim song song ngày hôm nay. Một lời chào rất trân trọng và cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực ra thì ngày hôm nay Hiếu cảm thấy rất là vui, là bởi vì sau một năm rồi thì mới được công chiếu và được xem mình diễn trên cái màn ảnh lớn cũng khá là lâu rồi. Cũng phải vài năm Hiếu mới quay trở lại cái màn ảnh lớn như thế này. Thì cái cảm xúc của Hiếu cảm thấy khi mà bên ekip kêu Hiếu là thôi Hiếu ơi, bây giờ em ráng đi, em nép nép phía sau rồi, bí mật bí ẩn chút xíu đi. Thì Hiếu cũng nguyện trong lòng là cho dù làm bất cứ một cái việc gì, nếu mà để bộ phim thành công thì Hiếu sẵn sàng lại như vậy. Thì Hiếu cũng xin chúc cho phim song song ngày càng thành công hơn nữa và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng ạ, và cũng xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình và xin được thay mặt cho ekip của bộ phim song song một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị khách mời, các anh chị phóng viên báo đài đã có mặt trong buổi công chiếu ngày hôm nay. Và một điều chúng tôi muốn nhắn nhủ với tất cả anh chị, bởi vì có một vài cái yếu tố đặc biệt trong bộ phim, rất mong tất cả các anh chị sẽ giữ bí mật giúp chúng tôi và hãy nhớ chia sẻ. Bộ phim sẽ được ra rạp trên toàn quốc vào ngày 2 tháng 4 năm 2021. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người đã có một đêm thật tuyệt vời cùng với song song.